Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 6 tháng 7 2020, chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng hội đánh tập 209. Hôm nay chúng ta đọc đến những công đoạn của Pháp Chiếu Đại Sư, là vị tổ thứ tư của Tịnh Độ Tông quý vị. Và khi mình đứng đọc những công đoạn này trong tập, mình thấy các vị quá phi phạm. Điều chư Phật Bồ Tát cũng thế, để mà hoàn truyền các môn tịnh độ. Mình mà khi nghe những văn tự của các ngài trong thời đó, mà các ngài đã mở được tràng niệm Phật, rồi cuộc đời tu hành của các ngài có cảm ứng và đảnh tràng của chư Phật Bồ Tát, được đảnh lễ đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, rồi được thọ ký, rồi các ngài có những điều làm đặc biệt như vậy, mà đều là những vị thông 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 giáo. Nhưng sự hoàn thiện thì lấy tịnh độ làm chính để mà chỉ dạy chúng sanh niệm Phật. Những đoạn văn này khi mình học tập thì nó bổ có cái tính tâm mình chắc lắm. Quý vị sẽ không bao giờ bỏ tịnh độ. Tại vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát đều khiến mình niệm Phật. Những vị phi phạm đến thế gian, những bậc mà nổi bật quá mà vẫn là khi mình niệm Phật, mà các ngài cũng đã hành trì niệm Phật, cuối đời các ngài đều là giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Đây là con đường mà các ngài biểu diễn với chúng ta để đi theo, nên mình nó sẽ yên tâm. Nên bất cứ một chúng sanh nào giàu nghèo, khỏe hay là bệnh, đẹp hay xấu, cương vị nào ở thế gian này, chúng ta gặp được Phật pháp, gặp ngay cái môn tịnh độ này, có nghĩa là những người này là những người có phước, những người này có đại phước báo thanh nhiên. Mỗi ngày những vị cũng niệm Phật, phải nhớ là người có đại phước báo thanh nhiên có tin cái môn tịnh độ này. Nên mình mỗi ngày học tập đây là được bổ túc, thì cái muốn đưa phước đức nhân duyên dạy cho quý vị. Đức gặp nhiều người nói rằng là cứ là ngày nào nghe một tiếng thì nó bổ túc thân tâm của con khi có tâm. Mà những đức lại lấy những văn tự chứng tỏ tập thu vị nghe, nhờ được tâm đức chứng tổ sư những vị hạng sanh này để mà giúp cho chúng ta đến nguyện kiên cố. Phải nhớ, phải lấy người xưa là góp chính để tu, như vậy thì con đường tu mình chắc chắn. Chúng ta như có ai mà có sở kiến chỉ có tu mà không tu chứ tới đâu, thì bây giờ mình lấy những văn tự sở kiến có tu có hành có chính của các vị tổ sư để mình đặt lên để mà kiến hóa chúng ta cùng niệm Phật. Điều này thật tuyệt. Có một đoạn văn này, ngài mở ra chàng niệm Phật như vậy, có cảm ứng. Năm đại lực thứ tư, đại sư mở đạo tràng niệm Phật tại chùa Hồ Đông. Ngài khai hội cả mấy lần, gân che chốn đạo tràng, cho ai hiện ra cung điện lầu khác. Phật A Di Đà cùng hai vị Bồ Tát Quán Âm Thế Chí hiện thân và sáng.
chốn cả hư không, khắp thành Hoàng Châu bá tánh trông thấy đều đặt bàn đến hương đảnh lễ. Cảnh tượng ấy hiện ra dây lâu mới hẳn, do điều lành này rất nhiều người phát tâm tinh tấn niệm Phật, đạo tràng khai liên tiếp được năm hội. Đây là một đoạn văn mà những đức đọc nguyên văn, những câu đoạn như tổ sư nên nơi nào mà có đạo tràng niệm Phật thì nơi đó nhất định sẽ quá giải kiếp nạn. Địa phương nào có nhiều người niệm Phật thì địa phương nó càng ngày càng tốt, chắc chắn. Quý vị phải biết rằng Đức Phật A Di Đà ngài tu nhiều đời nhiều kiếp, đem tất cả những nhân tu kết thành cái quả, rồi lấy cái quả là danh hiệu của ngài, cái hiệu A Di Đà Phật, để chỉ dạy chúng ta niệm lấy quả để làm nhân cho chúng ta tu. Nên người mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật là người có tần số tương đối, chúng ta thì nó không tương đối, sẽ gần với Đức Phật A Di Đà. Nên nói rằng là nguyện lực Đức Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Những người niệm A Di Đà Phật là những người đa phát lên cái tầm số giao con với Đức Phật A Di Đà. Từ nơi đó mà nơi nào đông người niệm Phật thì quan minh Đức Phật A Di Đà phổ chiếu bao trùm ở nơi đó, nơi đó sẽ bình yên vô sự, nơi đó rất là tốt đẹp, phải nhớ. Nên chúng ta gặp được cái môn tịnh độ này hết lòng hết dạ, mỗi một người chúng ta từ xuất gia đến hàng cư sĩ, vì cái môn tịnh độ này mười phương chư Phật đều tán thán, tâm của Phật muốn tới cái quốc độ các ngàn đều niệm Phật cầu sanh cực lạc. Như vậy thì chúng ta cũng ở cái quốc độ Ta Bà này là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta là giáo chủ, mà ngài cũng là khuyên dạy chúng ta niệm Phật, chúng ta là đệ tử, đem cái tâm nguyện của chư Phật muốn khuyên người niệm Phật, chúng ta hành cái hạnh niệm Phật này và đem cái môn tịnh độ này giới thiệu cho nhiều người để biết cái môn tịnh độ này niệm Phật thoát khổ, niệm Phật được giải thoát, phải nhớ. Nên mỗi một người chúng ta nên thành tâm mà làm. Mình khuyên người niệm Phật và mình đăng ký mình niệm Phật, mình khuyên người tinh tấn, mình đăng ký mình tinh tấn, mình đem cái môn tịnh độ này dùng nhiều phương tiện để giới thiệu cho người biết được cái môn tịnh độ, nhất là chiếc máy nghe pháp, những chiếc máy niệm Phật đeo cổ, rồi những cái đèn bóng sen để phần thờ để niệm xuyên suốt. Có nghĩa là nhiều phương tiện bây giờ mình giải rộng ra để cho nhiều người nghe được câu A Di Đà Phật. Và những chiếc điện thoại thì chúng ta cài nhạc chờ niệm Phật, ai gọi cho mình là nghe chiếc điện thoại nó phát âm nhạc chuông là niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nhạc chuông mà báo cho mình biết có điện thoại người ta gọi đến thì cũng là cài điệu niệm Phật. Có nghĩa là bên trong cũng phát âm niệm Phật mà bên ngoài cũng phát âm niệm Phật. Có nghĩa là mình đem câu Phật hiệu này để song ớp thân tâm và cảnh giới chúng ta đang sống, nhất định thì mỗi ngày chúng ta sống rất an lạc và an vui. Cái tâm này gọi là tín nguyện niệm Phật, mà cái tâm này kiên cố như vậy thì chắc chắn rằng
Khi cận tử nghiệp chúng ta là cảm với nguyện Đức Phật A Di Đà 100% là Ngài đến tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Phải có cái tâm kiên cố như vậy đó. Nên nơi nào mà có ngôi chùa hoặc là đạo tràng mà dù là mười mấy, 20 người, 20-30 người gì niệm Phật, những đức nói rằng quý vị biết rằng cái nơi đó là địa phương có phước. Địa phương đó có phước. Lúc trước những đức mới vào trong chùa tu trên Đà Lạt, những đức nhớ rằng mở một cái khu làm tượng Phật đầu tiên ở trên cái khu tăng mà hiện tại của tỉnh Thất Quan Âm đó, là đầu tiên ngay chỗ đó là ngày xưa là một mảnh đất trống. Những đức cắt một căn nhà nho nhỏ đầu tiên xin thầy để con học làm tượng Phật. Là lúc đó đổ tượng Phật A Di Đà. Có một cái chú đó trên Đà Lạt, ông chỉ những đức. Thì quý vị biết rằng là vừa cắt căn nhà chưa đổ tượng Phật nha, nhưng mà mây ngũ sắc trên bầu trời hiển lộ ra suốt mấy ngày. Mây ngũ sắc, quý vị biết rằng cái nơi nào mà có đạo tràng niệm Phật đó, là bầu trời ở nơi đó có khi mình ngủ nửa đêm mình thức dậy, mình ra ngoài mình đi vòng vòng mình niệm Phật, mình thấy ủa sao giờ này trời tối như vậy mà sao bầu trời sáng dữ vậy ta. Ngộ lắm quý vị ơi, bầu trời sáng rực à. Mà thường cái nơi nào mà cái nơi đạo tràng niệm Phật á, ở đó thường mây ngũ sắc xuất hiện lắm, mây nhiều màu và những cảnh tượng xuất hiện đẹp lạ thường lắm. Mà cái nơi nào mà đạo tràng chuyên niệm Phật đó quý vị, mà mây lành xuất hiện là thường là nơi đó những cụ già mà niệm Phật là gần mắt là trước mấy ngày có điềm lành gọi là mây ngũ sắc xuất hiện quý vị. Trong chùa mình là có nhiều cụ mà ưa có những điềm lành này lắm quý vị. Đặc biệt như vậy đó. Mà chỉ có cái nơi nào đạo tràng niệm Phật và gia đình niệm Phật mà siêng năng tinh tấn nha, là nơi đó thường có mây lành xuất hiện. Rõ ràng là ánh quang minh của Phật A Di Đà là bao trùm tận hư không khắp pháp giới. Nhưng mà nơi nào niệm Phật thì mới cảm ứng. Giống như thí dụ như bây giờ người ta tặng cho mình một cái bánh, mình phải tiếp nhận, là mình phải nhận cái bánh thì mình mới cầm được cái bánh chứ. Thí dụ như Đức Phật A Di Đà Ngài phát lời nguyện tiếp dẫn tất cả chúng sanh, nhưng chúng sanh không chịu niệm danh hiệu của Ngài để mà cầu sanh về cái quốc độ của Ngài, vậy thì làm sao mà có cảm mà ứng được quý vị? Phải nhớ đó. Thí dụ như bây giờ những đức nhớ một người nào thì một người đó cũng nhớ những đức, thì tự nhiên chúng ta cùng nhớ nhau thì nhất định chúng ta sẽ gặp nhau. Nhưng nếu như những đức nhớ người đó mà người đó họ không nhớ những đức, họ nhớ ở đâu thì dù những đức có nhớ họ cỡ nào, nhưng mà giữa những đức với họ không bao giờ gặp nhau được. Thì Đức Phật A Di Đà luôn luôn nhớ chúng ta và nguyện chúng ta niệm danh hiệu Ngài để sanh về cái quốc độ an lạc của Ngài. Nhưng mà chúng ta không nhớ Ngài, vậy thì làm sao mà chúng ta với Ngài gặp nhau được hả quý vị? Quý vị suy nghĩ coi đúng không? Đó. Giống như bây giờ người mẹ này nhớ con vô cùng, nhưng mà con của mình ở phương xa, nó không nhớ mình. Nếu như mẹ nhớ con mà con cũng nhớ mẹ, con quyết định năm nay sẽ về thăm mẹ, thì nhất định mẹ con sẽ gặp nhau. Nhưng mà mẹ thì nhớ con, trông ngóng con, nhưng con thì lo làm ăn kiếm tiền, con không về thăm mẹ, vậy thì giữa mẹ con không bao giờ gặp nhau. Thí dụ như bây giờ mình ở trong chùa, mình mỗi ngày mình niệm A Di Đà Phật, mình cầu sanh thế giới cực lạc. Cái người mà người ta cũng muốn niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc, người ta về đây thì giữa mình với người ta gặp nhau. Còn cái người ta không có niệm Phật cầu sanh cực lạc, như vậy thì nhất định người ta không về đây, thì chúng ta với họ không bao giờ gặp nhau. Những cái điều ví dụ này thì y rang như Phật A Di Đà mỗi ngày đứng để mà trông ngóng chúng ta. Nhưng chúng ta lại là một con người cùng tử, đi đầu này đi chỗ nọ, không chịu trở về quê hương cực lạc, thì làm sao chúng ta gặp được Phật A Di Đà hả quý vị?
Nhưng nếu như mỗi ngày mình nhớ Đức Phật A Di Đà là mình niệm danh hiệu của Ngài, Phật A Di Đà ơi con nhớ Ngài, con muốn về thế giới của Ngài, con muốn thân cận Ngài, con muốn gần Ngài, con muốn gần tất cả các sư huynh là Đại Bồ Tát. Cái tâm này niệm niệm mỗi ngày như vậy thì chắc chắn đến khi cận tử nghiệp thì tâm nghĩ sự thành. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết ngày nói rằng mỗi ngày nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, buổi tối rằng ngủ thì chúng ta niệm A Di Đà Phật, chúng ta nói rằng Phật A Di Đà ơi, bất cứ lúc nào Ngài đến rước con sẽ đi theo Ngài. Trong tâm của mình lúc nào cũng mong mỏi như vậy, mỗi đêm chuẩn bị ngủ đều là mong mỏi như vậy, thì đến một ngày Đức Phật A Di Đà đến thiệt thì chúng ta vô cùng vui mừng, chúng ta sẽ theo Ngài về thế giới cực lạc liền. Đó có nghĩa là mình mỗi ngày phải làm sao tập mình thường nhớ Phật, niệm Phật. Nên cái nơi nào mà đạo tràng niệm Phật mà dũng mãnh tinh tấn, tin vào nguyện Đức Phật A Di Đà kiên cố, hay một gia đình nào niệm Phật dù là một người, nhưng mà quý vị lòng tin kiên cố vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà thì chắc chắn rằng cả đời này quý vị sống, dù quý vị có gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa quý vị cũng không sợ. Vì sao? Vì mình mỗi ngày cầu sanh cực lạc mà. Cuộc đời đến thế gian này ai mà có sanh mà không có tử đâu. Đã chấp nhận cái chết rồi thì bất cứ một sự việc gì đến với mình đều là qua báo trả cho xong. Để mà mình theo ai với đạo Phật về cực lạc phải bổ túc cái tính nguyện cho vững chắc nghe quý vị. Phải nhớ đó. Quý vị nghe cái đoạn văn này, Ngài mở đạo tràng niệm Phật thì cảm ứng Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí hiện thân trên bầu trời. Như vậy thì thế giới cực lạc, nguyện lực Đức Phật A Di Đà hoàn toàn có thật. Quý vị đừng bao giờ nghe ai bài xích tịnh độ nói rằng thế giới cực lạc không có, niệm A Di Đà Phật không được giảng sanh đâu. Những văn tự này lưu truyền lại bao nhiêu trăm năm nay, bao nhiêu bậc trí đã kiểm định rồi. Quý vị nghe là yên tâm đi. Lòng tin này không có một chút gì nghi ngờ, có nghĩa là lòng tin thanh tịnh, niệm Phật chắc giảng sanh. Lòng tin thanh tịnh, dù quý vị có nghe ai nói cái gì bài xích tịnh độ, họ có nói gì mặc kệ họ. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói một câu mạnh dạn rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện trước mặt tôi, nói rằng ta có một cái pháp chỉ cho con nè, con ngưng niệm Phật, đừng niệm Phật nữa, ta sẽ có một cái pháp thù thắng hơn, pháp môn tịnh độ chỉ cho con nè. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng ta quỳ xuống đảnh lễ Đức Bổn Sư ba lại, rồi nói với Ngài rằng con đã nghe lời Ngài ban đầu phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi, xin Ngài cho con được tròn tâm nguyện này. Tâm kiên cố đến cái mức như vậy đó, chứ đừng có nói là những người bình thường ở thế gian này, hay là những người tu ở thế gian này mấy chục năm không niệm Phật mà họ bài xích tịnh độ, mà bị ảnh hưởng cái lời nói đó mà mình dao động tâm, vậy là thua rồi. Nên nói rằng tính tâm dao động không được giảng sanh, nên mình phải giữ tính tâm cho kiên cố, giữ cái tâm niệm Phật cho kiên cố, hiểu không? Nó phải như vậy đó. Có nghĩa là mỗi ngày những đức ở một nơi, những đức chia sẻ những điều này để chúng ta hưng khởi cái tâm tín nguyện niệm Phật. Cứ nắm câu Phật hiệu cho chắc đi, mà nó không có đơn giản đâu quý vị à. Những đức đã biết một vị này, hồi lúc đương thờ ông niệm Phật, ông nói chuyện cũng hừng hực ghê lắm quý vị ơi. Như vậy đó mà sau này đi chỗ này đi chỗ kia rồi gặp sự việc này sự việc nọ, hoặc là sự việc khảo đảo rồi, có khi lòng tin không kiên cố nữa, nó dao động tâm một cái là muốn lấy lại khó lắm quý vị ơi. Khó lắm. Nên chúng ta mỗi ngày thà đi chậm mà đi chắc như con rùa, có phương hướng chuẩn xác, đi chậm mà chắc quý vị à, đừng có gấp gáp. Bởi vì những đức nói rằng nếu như quý vị mà giữ cái tâm kiên cố niệm Phật này thì càng tu càng an lạc, dù cho cái nghiệp quả gì đến với mình cũng vui trả cho xong món nợ đời này. Đây gọi là qua báo vui trả đi. Còn nếu như quý vị mà nghe người này, nghe người kia, nghe người nọ, nghe đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nọ để mà tìm hiểu biết chỗ này, biết chỗ kia, biết chỗ nọ, quý vị coi chừng bị dao động tâm đó. Những đức nói, quý vị dao động tâm đó. Ngày xưa những đức biết một vị này,
mỗi lần mà vị này mà đi đến một cái đạo tràng niệm Phật ở nước ngoài hay là nước này nước kia mà là đạo tràng niệm Phật đó, mỗi lần mà đi xong đi về lại chùa cái là sao quý vị? Là tự nhiên có một phương pháp mới tu liền à, là đổi phương pháp trong chùa liền, đổi thời gian cái tự nhiên thấy không được, cái chỉnh đốn lại, làm cho cái đạo tràng niệm Phật nó ảnh hưởng hoài. Mà bây giờ những đức ở một nơi, những đức tu suốt thời gian nhiều năm nay, những đức mới thấy ra u thì ra không đơn giản. Bởi vì mỗi một người nói đều có cái hay, nhưng mà mình phải chọn một cái tiêu chuẩn để mà mình tu tới cùng, đừng có nghe nhiều quá. Nghe nhiều biết nhiều nhất định tâm mình sẽ bị ảnh hưởng. Những đức nói rằng có những người trong chùa họ tu đơn giản, họ không biết gì, họ chỉ có niệm Phật thôi, vậy mà họ an lạc, họ vui vô cùng. Vậy mà có những người mà nghe cái này nghe cái kia, vậy là ảnh hưởng cái tâm, cái là muốn quay lại khó lắm. Nên những đức nói rằng chùa mình bây giờ là những đức gọt sạch hết, không còn chiếc máy nghe pháp nào. Còn quý vị ngoài đời là phải hết sức cẩn thận. Mỗi ngày chúng ta nghe một thơ nửa tiếng này thôi, rồi là quý vị cả ngày cứ niệm Phật đi, ai nói gì mặc kệ người ta, không có nghe ngóng thêm cái gì hết trơn, cứ lo niệm Phật, làm tròn trách nhiệm mình trong gia đình cho đàng hoàng. Khi mệnh chung chúng ta nguyện sanh về cực lạc vậy thôi. Quý vị mà kiên cố tâm này là đời này tu nhất định có kết quả. Quý vị có những bậc phi phàm, những vị tổ sư thứ tư của Tịnh Độ Tông, ngài Pháp Chiếu Đại Sư nè, mà những đức để ý nghe quý vị. Thí dụ như từ ngài Vệ Viễn rồi Đại Sư Thiện Đạo, từng đời cái người mà học theo là tự nhiên chân thật làm theo là kế thừa là tổ sư rồi quý vị ơi. Kế thừa là tổ sư liền. Quý vị để ý, quý vị thấy rõ ràng luôn. Giống như Đại sư Liên Trì, khi ngài giảng sanh xong thì Đại sư Ngẫu Ích, ngài đọc sách Đại sư Liên Trì, ngài hành trì theo Đại sư Liên Trì. Thì Đại sư Liên Trì là vị tổ thứ 8, Đại sư Ngẫu Ích là vị tổ thứ 9 liền. Thấy không? Có nghĩa là kế thừa như vậy để cho chúng ta nhìn nhận rằng, như vậy thì chúng ta nếu học theo lời dạy của chư tổ sư mà chí thành một câu Phật hiệu mà niệm, mà quý vị nghe những văn tự này đều là chí thành một câu Phật hiệu niệm không nghe, gọi là nhất môn thâm nhập, quân tu lâu dài. Bởi vì người xưa người ta có thể có khả năng đi cầu học mà người ta thông được pháp, cuối cùng người ta quy tâm niệm Phật. Còn mình bây giờ đi cầu học không đủ thời gian, vì mình không đủ bản lãnh để mà thông được pháp. Nên bây giờ mình phải nghe chuyên nhất một câu Phật hiệu, mình cứ hành trì cái tín nguyện này. Tại vì sao? Nếu mình nghi là coi chừng bản thân của mình sẽ chao đảo cái tâm mình, rồi có khi đến già chết rồi mình vẫn chưa có thể nào tín nguyện niệm Phật được nữa. Bởi vì những cái văn tự này nhắc mình là nơi nào có đạo tràng niệm Phật là cái nơi đó là một cái nơi dân cư có phước lớn dữ lắm. Và nhà nhà niệm Phật là vô cùng có phước báo. Những đức nói với vị niệm Phật ăn chay phóng sanh, tâm địa thiện lành, không buồn, không giận, không hận, không trách ai, không có dính mắc tình cảm gì cả, chỉ có làm đúng trách nhiệm của mình cho tốt thôi. Những đức nói rằng quý vị sống ở cõi đời này, nhưng quý vị cũng rất là an lạc trong tâm. Con người này là con người đại phước báo này. Đó. Đọc tiếp một đoạn văn này hơi dài cho quý vị nghe nè. Một hôm đại sư gặp cụ già bảo, ông từng có niệm muốn đến kim sắc thế giới tại Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Đức Đại Thánh Văn Thù, sao đến nay vẫn chưa thực hành ý nguyện. Nói xong liền ẵng mắt, được sự nhắc nhở, ngài sửa soạn hành trang cùng với mấy pháp hữu đồng đến viếng Ngũ Đài. Năm đại lịch thứ 5 vào ngày mùng 6 tháng 4, đại sư cùng đồng bạn mới đến chùa Phật Quang ở huyện Ngũ Đài. Đêm ấy vào khoảng canh tư, ngài thấy ánh sáng lạ từ xa chiếu đến thân mình, liền nhắm phỏng chừng tia sáng mà theo dõi. Đi được 50 dặm thì đến một dãy núi, dưới chân núi có khe nước, phía bắc khe có cửa cổng bằng đá, nơi cửa có hai vị đồng tử đứng đón chờ, tự xưng là Thiện Tài và Nan Đà. Theo chân hai đồng tử dẫn đường, ngài đến một ngôi chùa nguy nga, biển đề Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Nơi đây đất vàng, cây báo, ao sen, lầu cát rất kỳ diễm trang nghiêm, cảnh giới quả đúng như
ảnh tượng đã thấy nơi bát cháo khi trước. Ngài vào chùa lên giảng đường, thấy Đức Văn Thù bên tây, Đức Phổ Hiền bên đông. Hai vị đều ngồi tòa sư tử báo cao đẹp, đang thuyết pháp cho một muôn vị Bồ Tát ngồi phía dưới lặng lẽ lắng nghe. Pháp Chiếu bước đến, chí thành đảnh lễ, rồi quỳ xuống thưa rằng: kính bạch Đại Thánh, hàng phàm phu đờ mạt pháp, cách Phật đã xa, chướng nặng nghiệp sâu, tri thức kém hẹp, tuy có Phật tính mà không biết làm sao hiển lộ. Giáo pháp của Phật lại quá rộng rãi mênh mông, chưa rõ pháp môn nào thiết yếu, dễ tu hành cho mau được giải thoát. Đây là công đoạn mà Ngài khi mà cảm ứng đến đạo tràng của Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền, rồi đảnh lễ các Ngài, rồi Ngài Pháp Chiếu, Ngài mới thưa hỏi hai vị Đại Thánh rằng: trong thời mạt pháp này, nghiệp chúng ta nặng, chướng chúng ta dày, rồi tâm chúng ta loạn, thọ mạng thì ngắn ngủi, bây giờ chúng con biết chọn cái pháp nào tu để một đời này được giải thoát đây? Đó, Ngài Pháp Chiếu, Ngài đảnh lễ hai vị Đại Thánh Văn Thù và Phổ Hiền. Ngài thỉnh hỏi, đó là thỉnh hỏi cho chúng ta nè, thỉnh hỏi để mà cho chúng ta thờ mạt pháp này nghe, để mà trụ tâm vào câu Phật hiệu để niệm, để cầu sanh cực lạc này quý vị. Phải nhớ đó nghe. Thì bắt đầu là hỏi xong, Đức Văn Thù bảo, là Đức Văn Thù trả lời này nghe: thời kỳ này chính là đúng lúc các ngươi nên niệm Phật. Đó, quý vị nghe chưa? Quý vị thấy bậc Đại Bồ Tát, các ngài phải y theo lời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứ. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng nói rằng là thờ mạt pháp niệm Phật mới thành tựu mà. Nên dù là chư Phật Bồ Tát, Đại Bồ Tát hay hàng cổ Phật thì hiện đến cái cõi ta bà này đều là phải là chỉ cho đúng theo cái lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nên cái người bây giờ mà quý vị nói rằng họ tu nhiều chục năm mà họ là một vị cao tăng gì mà họ bài xích tịnh độ, họ nói rằng không có tịnh độ, họ nói không có Đức Phật A Di Đà, không có thế giới cực lạc, là những người này là những người gì quý vị biết rồi đó. Thấy không? Phải tránh xa liền nghe chưa quý vị nghe. Bậc Đại Thánh là Ngài Văn Thù bảo không? Thời kỳ này chính là đúng lúc các ngươi nên niệm Phật. Đó. Trong các hành môn không chi hơn niệm Phật, và gồm tu phước huệ. Thở đời quá khứ ta nhờ quán Phật niệm Phật, cúng dường tam bảo mà được nhất thiết chủng trí. Tất cả các pháp như Bát Nhã, Ba La Mật, những môn thiền định rộng sâu, cho đến chư Phật cũng từ niệm Phật mà sanh. Vì thế nên biết niệm Phật là vua trong các pháp môn. Hay quá quý vị ơi. Quý vị nghe những văn tự này rồi, tính tâm quý vị kiên cố vô cùng. Có nghĩa là không bao giờ quý vị nghe bất cứ lời nói người nào mà bài xích tịnh độ mà quý vị bị dao động tâm hết. Chúng ta chỉ có nghe tịnh độ và hưng khởi cái tâm tu niệm Phật thôi à. Hưng khởi cái tâm tu niệm Phật thôi à. Nên những đức nói rằng quý vị có nghe nói hay cỡ nào đi chăng nữa, mà quý vị không niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì đời này của quý vị là nghe Phật Pháp kết duyên chơ đó quý vị. Nhớ đó, nghe Phật Pháp kết duyên chơ. Nên chúng ta mỗi ngày mà biết niệm Phật cầu sanh cực lạc, dù quý vị có khổ đau cỡ nào, quý vị có bệnh đau nằm một chỗ liệt giường liệt chiếu, nhà có nghèo nàn hết gạo ăn, nhưng quý vị là người biết niệm Phật, quý vị hãy vui vẻ mà niệm Phật đi, hãy cầu sanh cực lạc đi. Hôm qua những đức nói một công đoạn, cái gia đình này niệm Phật mà nhiều người bài xích, cha mẹ cũng không đồng ý, vậy mà những đứa con này kiên trì niệm Phật. Cuối cùng thì trong gia đình có một người già bệnh gần mắt rồi, mấy chị em anh em tập trung lại niệm Phật. Niệm Phật một cái, bà cụ này đúng rõ ràng là lời của Ấn Tổ Ngài nói nghe: thọ mạng chưa hết niệm Phật, tiêu nghiệp hết bệnh rất hay. Hết bệnh khỏe lại, trong khi bác sĩ chạy mà niệm Phật xong khỏe lại luôn. Bây giờ gia đình ai cũng tin tịnh độ và chịu niệm Phật, quý vị thấy không? Mình chỉ cần giữ cái tâm kiên cố niệm Phật, cứ chí thành niệm Phật, quý vị không khoan duyên gọi là theo mà gọi là năn nỉ họ niệm Phật, không cần. Chúng ta chỉ cần chân thật hành trì niệm Phật cho an lạc tâm mình. Mình không buồn, không giận, không trách, không bài xích gì họ hết.
Họ muốn làm cái gì không phải kệ họ, nhưng mà mình đủ duyên mình khuyên họ thôi. Họ không nghe thôi, chúng ta không năn nỉ, chúng ta lo mình tu cho thật tốt đi, thì chắc chắn rằng đến một ngày nào đủ nhân duyên rồi, tự nhiên họ sẽ chuyển cái tâm. Tự nhiên, phải để tự nhiên đi. Rồi mình cũng mỗi ngày thành tâm niệm Phật, mình cũng giữ cái tâm tự nhiên, chứ không phải là quá khổ thì mỗi ngày khóc lóc năn nỉ Phật, xuống rước con sớm sớm đi, con khổ quá. Đừng có như vậy. Như vậy vẫn là không phải là tự nhiên đâu. Tự nhiên là mình mỗi ngày mình niệm Phật chân thật vui, thì sống trong cái vui mà biết dừng, không có lao theo chằng cảnh. Buồn khổ nhưng chúng ta biết niệm Phật, chúng ta chuyển ý niệm của mình niệm Phật, không có bị ảnh hưởng cái tâm gì hết. Vậy thì đặc biệt lắm quý vị à. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta đó, khi mà nghe pháp môn tịnh độ này rồi, cái tâm của mình nè, nó phải cho thiết là kiên cố. Cái tâm này nó phải là kiên cố. Nên những cái buổi học tập này thôi tính nguyện đặc biệt lắm. Những đức đọc những văn tự này mà trong lòng của mình nó hừng hực, nó vui sướng vô cùng. Đó, lời chư tổ đó, bởi vì cái cách học này đặc biệt thiệt. Mỗi ngày những đức cứ đọc những văn tự của chư tổ, nguyên văn của chư tổ, mà được bậc trí nhiều đời đã kiểm định rồi. Như vậy thì chúng ta đọc để học tập là quý vị yên tâm. Yên tâm, không có một chút xíu gì mà chúng ta lo âu nữa hết. Quý vị cứ chân thật mà niệm Phật đi. Đừng bao giờ nghe cái gì mà quý vị dao động tâm. Quý vị dao động tâm kệ quý vị. Những đức cứ là cố gắng mình bồi dưỡng như vậy để mà mình niệm Phật. Mình đem cái miệng phàm phu này để mà đọc văn tự của chư Phật Bồ Tát, để mà đem những văn tự này để phiến hóa người ta niệm Phật. Vậy thôi. Cả đời tôi chân thật tôi làm vậy thôi. Tôi vẫn là phàm phu. Tuy là tôi chưa có hành trì được nhiều, nhưng mà tôi nhất định tôi sẽ cố gắng tôi niệm một câu A Di Đà Phật này, niệm đến cùng, niệm cả cuộc đời. Ai niệm thì niệm, không niệm thì tùy duyên. Từ nơi đó ai muốn tu cái pháp gì mà thành tựu một đời này thì kể vì tôi chỉ có niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc thôi. Nghe lời của Đại Bồ Tát dạy, không thờ mạt pháp này niệm Phật, y như là Đức Bổn Sư Thích Ca Huyền Ký, thấy chưa? Nên hàng Phật tử nghe như vậy rồi, quý vị phải phát lên cái tín nguyện cho kiên cố, dùng đa dạng phương tiện để phiên người ta niệm Phật thôi. Nhớ nghe, nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài, một câu A Di Đà Phật không thay đổi. Nhớ nghe, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Nhớ, chỉ có pháp môn niệm Phật này mới giúp chúng ta thoát khổ. Phải nhớ đó. Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di. À gì? A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật
Phật A Di Đà 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 Phật